Chào quý cô bác và anh chị em. Thì thời gian vừa qua Thích Lang Thang mình đã review cái cô Hồng này nè, đây là cô Hồng là có giọng hát rất là hay. Thứ hai nữa là vợ chồng của anh Phố là vợ kéo xe cho chồng đàn hát mình đã đăng đó. Thì mình rất là hâm mộ, hôm nay mình rất là vinh dự và mời được cô Hồng cũng như là vợ chồng anh Phố đến nhà của mình chơi để review vài bài hát cho mọi người cùng xem. Sẵn thẳng dịp nhân đây em báo cho anh tin vui luôn anh Phố ơi. Thì thời gian vừa qua đó em đăng những cái video của em lên mạng đó thì có khán giả xem rất là khen anh, rồi cũng như có khán giả ủng hộ cho anh. Thì bữa hổm thì có chị Trang ủng hộ, thì hôm nay là có cái anh Tùng. Anh Tùng này ở bên Thụy Sĩ đã thương cảm hoàn cảnh của anh và gửi cho em 2 triệu nhờ chuyển giùm cho anh. Thì hôm nay có dịp gặp anh ở đây thì em cũng nhân đây em gửi 2 triệu đó cho anh luôn. Để em để cái máy xuống em gửi. Để ca đờn ca chút đi hả? Dạ thôi sẵn đem gửi trước đi. Nhận đây rồi quên. Dạ. Đây đây là 2 triệu nè, là chị. Dạ. Em gửi cho triệu nha, 2 triệu này cho chị nha. Rồi em cũng cảm ơn anh Tùng ha. Dạ, anh Tùng bên dạ dòng em. Dạ. Yeah.